tiền mới. Mẫu đen này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Kai 02. Đây là một mẫu đèn laser quét tia chiếu hình rất là đẹp. Nó có thể quét với những tia quét 7 màu, phù hợp với những không gian như vũ trường, quán bar, beer club hoặc là những cái phòng bay, phòng karaoke. Mọi người đã trang trí đèn phù hợp cho diện tích từ 30 đến 70 mét vuông. Đèn này thì mọi người có thể đánh cho những cái background sân khấu đám cưới hoặc những cái background sân khấu ca nhạc cũng rất là đẹp. Đèn nó có chế độ cảm ứng theo nhạc auto tự động và có thể điều khiển qua bàn điều khiển DMX. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BEH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc ngày hôm nay đó là dòng loa Bose L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.